mà Tiểu Trưng cũng trở thành cái gai trong mắt anh ta. Để dạy cho tên nhãi tọc mặt này một bài học, Chí đi lấy một viên thuốc ép Tiểu Trưng nuốt xuống, rồi nhân cơ hội kết tội anh. Tiểu Trưng không chịu nhượng bộ, khiến Chí đi vô cùng tức giận, dí súng vào đầu anh. Còn Tiểu Trưng giống như con chó dại, liên tục la mắng giết mình. Nhưng cô gái trộm đồ ban nãy đột nhiên xuất hiện, Chí đi sợ cô sẽ tố cáo nên đành bỏ đi. Tiểu Trưng nằm trên đất bật khóc, cảnh tượng đáng thương này khiến cô gái cũng thấy khó chịu. Thấy Tiểu Trưng bị thương, cô gái xử lý vết thương giúp anh, còn ngỏ lời đưa anh về nhà. Tiểu Trương không từ chối. Bây giờ anh cần nhất là một người an ủi anh. Trên đường đi, hai người trò chuyện với nhau mới biết. Cô gái tên là Ara, mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Từ nhỏ đã ra ngoài vươn trải kiếm sống. Hai người ngồi bên đường nói chuyện với nhau. Được Ara an ủi, Tiểu Trương dần dần bình tĩnh lại. Anh theo cô gái đến một bữa tiệc. Những thứ xa hoa chỉ là ở đây, là cuộc sống mà Tiểu Trương chưa từng tiếp xúc. Nhóm người sống ở đáy xã hội này cũng có cách giải trí riêng của mình. Dưới tác dụng của rượu, hai người bắt đầu phóng túng. Cảm xúc của Tiểu Trương cũng bị Ara khơi dậy. Hai người bắt đầu cuộc vui với nhau. Sau cuộc vui, Tiểu Trương đưa Ara đi dạo, vô cùng vui vẻ vì thoát khỏi cảnh sát truy đuổi. Trong khoảng thời gian tiếp xúc ngắn ngủi, Tiểu Trương đã nảy ra một ý tưởng. Anh muốn bỏ trốn cùng Ara, thoát khỏi thành phố không vui này, bắt đầu một cuộc đời mới. Nhìn ánh mắt Tiểu Trương chất chứa bao cảm xúc, Ara đồng ý mà không chút do dự. Sau đó Tiểu Trương chuẩn bị trở lại đồn cảnh sát và từ chức. Nhưng thứ chào đón anh lại là bóng tối vô tận. Sau khi Tiểu Trương bước vào đồn cảnh sát, chưa kịp nộp đơn từ chức thì đã bị mọi người bao vây đẩy ngã xuống đất. Hóa ra đội trưởng và phó đội trưởng thông đồng với nhau. Vụ oan cho Tiểu Trương là người nắm giữ số tiền bẩn lần trước. Tiểu Trương chưa kịp phản ứng thì đã bị đồng nghiệp còng tay. Mặc dù mọi người đều biết rõ, nhưng đội trưởng chức cao vọng trọng nên mọi người chỉ đành ngoan ngoãn chấp hành. Tiểu Trương bất bình, cố gắng dãy giụa, bắt đầu đấm đá cấp trên của mình. Nhưng sau quyền khó địch tứ thủ, đội trưởng thấy Tiểu Trương không biết tự lượng sức mình, vẻ mặt kiêu ngạo làm được Tiểu Trương không chút thương tiếc, thậm chí còn bảo Tiểu Trương gánh tội giúp bọn họ. Sau khi anh ra tù sẽ không làm khó anh nữa. Sau khi nghe thấy lời đội trưởng nói, Tiểu Trương